Ta không muốn ăn cà rốt. Cao không ăn cà rốt. Cao phải ăn thịt gà mới đúng. Còn đòi ăn thịt gà nữa. Có cà rốt ăn là tốt lắm rồi. Bọn ta muốn ăn gà con. Đợi đấy đi. Bọn ta không muốn đợi. Bọn ta muốn được ăn luôn. Được rồi, gà béo thơm giòn đấy ăn đi. Bọn ta muốn ăn thịt gà thật. Mi xấu giống hệt nó. Mi mới xấu. Mi là con gà xấu. Còn lâu, ta là cáo. Mi chính là một con gà xấu xí. Con cáo ban đầu muốn ấp trứng thành gà con để ăn thịt chúng, nhưng lũ gà con lại tưởng nó là mẹ của mình. Câu chuyện bắt đầu từ người hàng xóm lớn xấu tính của nó. Cáo và sói sống trong khu rừng bên ngoài trang trại. Do lâu ngày không bắt được con mồi, chúng chỉ có thể ăn cà rốt qua ngày. Dù cách đó không xa có một trang trại gà, nhưng một khi con sói đến gần, thì thợ săn sẽ bắn thẳng vào nó. Thế là nó chỉ có thể xúi giục cáo đi. Mặc dù con cáo quyết tâm trở thành một kẻ xấu, nhưng thực chất là tên kẻ ngốc vô hại. Xay nó thêm mấy lần nữa thì cỏ cũng bị Mi phá hoại hết rồi. Thật là một con cáo ngu ngốc. Những con vật trong trang trại đã quen với sự xuất hiện của nó, đặc biệt là con gà mái ngày nào cũng bị nó làm phiền. Đã thiếu kiên nhẫn với cáo từ rất lâu rồi. Nó vừa bước vào cửa thì đã sợ hãi run lẩy bẩy. Con cáo không chịu bỏ cuộc há miệng ra cắn thử, thì bọ gà mái mẹ múc cho một trận lên bờ xuống ruộng. Một con cáo mà không làm gì được một con gà, bảo sao không có ai sợ nó. Con lợn còn tốt bụng cho nó một ít củ cải, để nó đi về không bị đói. Thấy con cáo lại một lần nữa không bắt được con gì về, con sói tuy tức nhưng cũng không làm được gì. Rõ ràng là đã dạy hết các kỹ năng bắt nạt người khác cho nó rồi. Tôi đã làm theo những gì bạn nói rồi, dùng skill mạnh mẽ như bạn dạy, skill mạnh như vậy, như thế này này. Đúng rồi, nhưng nó không có hiệu quả chút nào. Lại phải chịu đói bụng nữa rồi. Tên ngốc này rõ ràng là không thể trông chờ gì được. Thứ sợ con cáo này chắc còn chưa sinh ra. Nghĩ đến chuyện này, con sói đột nhiên nảy ra một ý. Con cáo đến gà mái còn không xử được, vậy tại sao không đi lấy những quả trứng chưa được nở ra không có sức phản kháng? Nói là bắt tay vào làm liền luôn. Đêm đó, sau khi gà mái ngủ say, con cáo cầm sẻng trên tay lén vào. Thấy trứng sắp đến tay, thì nó lại vô tình làm gà mái thức giấc. Kết quả là lại ăn một trận đòn nữa. Tôi nói nhà hàng xóm này, xin đừng xả rác vào lúc nửa đêm. Sói đang tới, trốn ngay đi. Đến sáng ngày hôm sau, gà mái mới dám về chuồng. Sau khi phát hiện trứng của mình bị mất, nó nhanh chóng bảo chú chó già làm bảo vệ ra ngoài tìm. Ít nhất cũng phải để tôi ăn sáng rồi hẵng đi chứ. Tôi còn muốn tắm nước nóng thoải mái nữa. Thế có cần massage luôn không? Tôi còn muốn sống thêm 2 năm nữa. Để ăn gà con ngon, cáo đã ấp trứng liên tục nhiều ngày. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng vỏ trứng vỡ. Điều này khiến nó rất hạnh phúc, chuẩn bị được một bữa ngon lành. Mẹ ơi! Mẹ ơi, gì vậy? Sao lại gọi ta là mẹ? Ta không phải mẹ của Mi. Mẹ ơi, ôm đi. Đi ra hỏng mũi của ta bây giờ. Mẹ ơi! Khi con cáo đang không biết làm thế nào, thì con sói tình cờ đi ngang qua cửa. Con cáo vội vàng nhờ nó giúp đỡ. Con sói hiểu biết giọng nói với nó rằng, sau khi gà con nở, nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ coi đó là mẹ của mình. Nếu không thì sao nó lại để con cáo ấp trứng chứ? Để thoát khỏi những con gà con phiền phức này, con cáo muốn ăn chúng ngay lập tức, không ngờ lại ăn một đấm. Bây giờ lũ gà con này còn chưa bõ dính răng, phải nuôi đến lúc chúng béo lên chút đã, thế thì mới lấp đầy cái bụng được. Nhưng vấn đề hiện tại là ai sẽ là người nuôi chúng? Đừng nói là ba cục lông này là ngươi cũng không xử lý được nhé. Ai nói tôi không thể xử lý được? Vậy thì ngươi nuôi chúng đi, hôm nay tôi không có thời gian, đợi đến khi tôi rảnh đã thì tôi sẽ thể hiện cho xem. Được rồi, khi nào ngươi rảnh thì ta quay lại, hy vọng lúc đó chúng ta sẽ được một bữa thịnh soạn. Đừng nghịch đuôi của ta. Thế là cáo buộc phải làm bảo mẫu cho gà. Đến giờ đi ngủ vào ban đêm, lũ gà con đang đòi kể chuyện trước khi đi ngủ. Con cáo với cương vị là một người mẹ mới rất thiếu kiên nhẫn, la mắng chúng đi ngủ nhanh, khiến đàn gà sợ hãi khóc ầm. Nếu cứ như vậy thì sẽ bị hàng xóm phàn nàn mất. Con cáo chỉ đành đồng ý sẽ kể chuyện cho chúng. Ba chú gà con vẫn không vâng lời, không chịu ngủ. Cuối cùng đều bị con cáo xấu xa ăn thịt. Nhìn đàn gà run rẩy sợ hãi, nó nghĩ bây giờ nó có thể ngủ yên rồi. Không ngờ lũ gà sợ hãi đều chạy tới bên nó. Làm cái gì vậy? Mẹ ơi, con sợ. Con sợ con cáo xấu xa. Đi về tổ ngủ hết cho ta. Không, con muốn ngủ với mẹ. Đừng gọi ta là mẹ. Đi ngủ thôi mẹ. Con chó thật sự không dám đến gặp con sói để gây rắc rối, nhưng nó không thể đánh bại con gà mái. Thế là lấy vài quả trứng trong tủ lạnh để qua mắt nó. Thấy mình đánh lừa được gà mái, nhưng nó đã bỏ qua điểm quan trọng nhất. Quả trứng có ngày sản xuất được con người đóng dấu trên nó. Tôi sơ ý rồi. Cứu tôi với. Có gì chúng ta từ từ nói. Đừng kích động. Cứu tôi với. Ba chú gà con lớn lên rất nhanh. Chúng chưa bao giờ nghi ngờ về mẹ của mình. Mặc dù con cáo đã tìm mọi cách để chứng minh nó không phải là mẹ của chúng, mà là con cáo xấu xa trong câu chuyện mà nó hay kể, nhưng kết quả luôn làm nó mất mặt, khiến lũ gà tưởng rằng nó đang làm trò cho chúng vui. Mẹ, gì? Mẹ có thể chơi trò ngôi nhà cùng con không? Đi chơi một mình đi, đừng làm phiền ta. Bây giờ con là công chúa Bạch Tuyết, mẹ là một chú lùn. Chú lùn muốn rót trà cho công chúa Bạch Tuyết. Không đúng, mẹ đã cầm ngược rồi. Đúng rồi đó. Lúc này hai chú gà con đã hét lên chạy đến, sợ hãi trốn sau lưng mẹ. Thì ra chúng lầm tưởng con sói chính là con cáo xấu xa. Dù con cáo có giải thích thế nào đi nữa, thì đám gà con vẫn nghĩ rằng con sói trông hung dữ mới chính là con cáo xấu xa mà mẹ nói. Đây chỉ là một kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc, ngu ngốc. Người đáng sợ nhất phải là ta. Ta
ta là con cáo xấu xa, để ta đánh nó cho xem, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không? Nghĩ cái gì không biết, nằm mơ đi cưng. Xin anh đấy, còn lâu ta mới giả vờ cho mi đánh, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì ta làm sao nhìn mặt mũi ai được nữa, chỉ có như vậy bọn chúng mới tin tôi là con cáo xấu xa. Tại sao ta phải giúp mi, ta còn đang bận đây, bởi vì chúng ta là anh em. Không ngờ con sói to xấu xa lại vô cùng trọng tình trọng nghĩa, để giúp đỡ một người bạn, nó không quan tâm đến thể diện của mình nữa, rồi diễn một màn kịch trước mặt lũ gà con, giả vờ ăn chúng, rồi bị con cáo đánh bại. Sợ ta chưa, bỏ chân ra, mẹ đánh bại nó rồi, mau cút đi cho ta, đồ quái vật xấu xí, ý tôi là anh đi thong thả nhé. Kế hoạch của con cáo thành công khiến nó không khỏi vui mừng trong lòng, những chú gà con cuối cùng đã tin rằng nó chính là con cáo xấu xa, nhưng nó không thể nghĩ rằng như vậy lại phiền phức hơn, hóa ra chúng ta đều là con của cáo lớn xấu xa. Tất cả chúng ta đều là những con cáo xấu xa và hung dữ nhất. Không không không, bọn mi là gà con, đúng vậy, chúng ta phải ăn thật nhiều thịt gà con, không phải ăn gà con, mà chính tụi mi là gà con. Mẹ ơi, mẹ là điều tuyệt vời nhất đối với chúng con yêu mẹ mãi mãi, ta chịu quá đủ rồi, tránh xa ta ra, ta muốn ở một mình một lúc. Thấy mẹ tức giận, những chú gà con hái một bó hoa và muốn tặng nó cho cáo, nhưng đã bị con cáo giận dữ đuổi đi, đến khi con cáo bình tĩnh lại, thì lại cảm thấy tội lỗi, đàn gà con ngồi ngoài khóc. Khi nhìn thấy mẹ bước ra, tất cả đều chạy ra ôm. Mẹ ơi, mẹ có yêu chúng con không? Câu hỏi này khiến con cáo càng cảm thấy khó chịu hơn. Do con chó thực sự yếu đuối và bất tài, nên gà mái tự thành lập một câu lạc bộ diệt cáo cùng chị em của mình, lên kế hoạch tự bảo vệ ngôi nhà của mình. Kể từ chuyện xảy ra lần trước, cáo dần nảy sinh tình cảm với mấy đứa trẻ. Những chú gà con vẫn nghĩ mình là những con cáo nhỏ, suốt ngày cứ la hét đòi ăn gà con cáo đương nhiên không thể nấu chúng lên được, nên chỉ có thể lấy củ cải để qua mặt chúng. Lên lên ta sẽ mọc ra lông màu cam giống mẹ và một đôi tai to đẹp nữa. Không thể nào. Khi tụi mi lớn lên, tụi mi sẽ làm sao cơ? Được rồi, các con ra ngoài chơi đi. Con cáo không nhẫn tâm nói ra sự thật cho chúng. Lúc này, bên ngoài có tiếng trẻ con la hét. Kể từ khi nhìn thấy mẹ đánh bại sói, thì chúng đã không còn sợ con sói nữa, thậm chí còn ném củ cải vào mặt nó. Điều này khiến con sói rất tức giận, quyết định ăn thịt chúng ngay lập tức. Nhưng con cáo đã coi chúng thành con của mình. Bây giờ không phải lúc. Tại sao? Tại vì... Vì cái gì? Vì chúng đang ốm. Ốm sao? Ta thấy chúng đang rất khỏe mạnh. Chúng tôi không ốm. Tôi cảm thấy rất chóng mặt. Đấy, anh thấy chưa? Khi nào chúng khỏi ốm thì chúng ta sau sau. Kỹ năng diễn xuất kém cỏi của nó rõ ràng không thể lừa được sói. Cáo muốn đào hố cho lũ gà con trốn đi, nhưng lại đào ngay đến dưới chân của sói. Con sói thấy cáo đang lừa mình như một kẻ ngốc thì không thể chịu đựng được nữa. Ngươi đối xử với anh em của mình như vậy sao? Ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Không không, tôi không có. Chờ đã, chờ đã. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Cứ như thế, con sói lớn đã bắt mất đàn gà con. Nhưng nó không biết, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cáo. Thứ trong giỏ thực chất là củ cải. Con cáo ban đầu hèn nhát và ngu ngốc, nhưng sau khi làm mẹ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nó nhân cơ hội này đưa bọn trẻ chạy về phía trang trại, sau đó cải trang thành gà mái, xin con chó già cho chúng sống ở trang trại. Nhưng vì trong trang trại không còn phòng trống, nên chúng chỉ có thể sống cùng gà mái. Nhìn những chú gà con lớn như con của mình, gà mái không khỏi nhớ đến, lại càng tức giận con cáo hơn. Tất cả gà con trong trang trại đều phải đi học, con cáo không còn lựa chọn nào cũng đành đưa chúng vào. Chúng ta muốn ăn gà con, chính tụi mi là gà con. Đi nhanh, đừng ăn thịt bạn cùng lớp. Các con là bạn mới đến sao? Đừng sợ, giáo viên ở đây. Câu lạc bộ diệt cáo do gà mái già thành lập, huấn luyện cách đối phó với cáo mỗi ngày, khó khăn lắm nó mới được trở về phòng. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã có người gõ cửa. Xin chào gì? Tụi mi mang con gà con đến đây làm gì? Chúng con muốn ăn nó. Con cáo muốn ăn con gà. Chúng ta đang chơi trò cáo ăn thịt gà. Đừng có nghịch nữa, mau thả nó ra. Để nó về nhà đi, cho nó về nhà nhanh đi. Tạm biệt gì, cáo sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị lộ, nên bảo tụi gà con đừng suốt ngày đòi ăn thịt gà nữa. Những đứa trẻ chán nản muốn quay về rừng, cáo lo lắng sợ chúng sẽ bị sói ăn thịt, nhưng bọn trẻ lại nghĩ nó là kẻ hèn nhát. Chúng ta sẽ đi tìm ông sói, sói là mạnh nhất, không giống mẹ cái gì cũng sợ. Thế tụi mi đi đi, đi tìm ông sói của tụi mi. Tụi mi chẳng nghe lời chút nào, ta đã chịu quá đủ rồi, ông sói sẽ cho bọn ta ăn gà con, ông ta ăn thịt tụi mi thì có. Cáo giận dữ đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Không ngờ đàn gà mái đã đợi sẵn ngoài cửa, họ đến đây để hỏi tội, vì con của nó đã cắn một bạn cùng lớp khác ở trường, còn muốn mang gà con về nhà ăn thịt. Mọi người càng nói thì càng kích động, lao về phía trước và múc cho nó một trận. Trong lúc hỗn loạn, con cáo đã bị lộ thân phận thật. Bây giờ gà mái nhận ra con cáo đánh cho nó mặt mũi sưng vù, mà lúc này nó cũng mới nhận ra ba con gà con đó là con của mình. Nhưng căn phòng lúc này đã trống không, chúng thực sự đã đi vào rừng để tìm sói làm mẹ của mình. Con sói thấy đồ ăn mang đến tận cửa, vì sung sướng chảy nước miếng, cáo bị gà mái trói lại, bắt cáo phải nói ra gà con đang ở đâu. Nó biết gà con có thể đã đi tìm sói, nên lo lắng muốn vào rừng để cứu chúng, nhưng gà mái già không chịu tin. May mà lúc này con chó già đã đứng ra xin cho nó, nhưng còn chưa đợi đến lúc được cứu, ngọn đuốc trên mặt đất vô tình làm cháy quả pháo, cuối cùng nó vẫn bị nổ bay đi. Con sói đang chuẩn bị ăn thịt gà con, thì con cáo bay lên trời rơi đúng vào tay sói. Khi nhìn thấy các con của mình, con cáo bảo chúng nhanh chóng chạy đi, con sói ném cáo sang một bên. Mẹ cứu con với, trả lại gà con cho ta.
trả lại con cho ta. Con của ngươi, chúng thành con của ngươi bao giờ? Ngươi đi ăn trộm chúng, rồi ăn thịt chúng đúng không? Nhưng một lũ gà con ngươi cũng không làm gì được, thì còn muốn nói cái gì? Nhìn đi, đây chính là mẹ của các ngươi, một con cáo vô dụng, nó không thể ăn thịt ngươi, bây giờ cũng không cứu được các ngươi, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với mẹ rồi. Chạy đi các con, chạy đi. Con cáo vốn yếu đuối và hèn nhát, để bảo vệ con mình mà dũng cảm lao về phía trước và giữ con sói lớn xấu xa lại, cho chúng thời gian để trốn thoát. Ngay khi con sói không thể chịu đựng được nữa, thì gà mái đã đưa các chị em kéo đến. Nhìn gia đình KFC trước mặt, con sói không khỏi thèm thuồng chảy nước miếng, nhưng nó không biết sức mạnh của những con gà mái này. Việc huấn luyện bình thường đã có tác dụng vào lúc này. Mọi người tập hợp lại và biến thành một con gà mái khổng lồ, bắt con sói và cho nó một trận. Con sói sợ đến mức chỉ có thể chạy trốn. Gà con cũng nhận ra, gà mái mới là mẹ của nó. Cả gia đình ôm nhau hạnh phúc. Con cáo chỉ biết buồn bã đứng nhìn. Nó biết gà con sẽ rời bỏ nó, dù không nỡ nhưng nó cũng chỉ có thể buông tay. Tạm biệt các con. Tôi có thể thương lượng một chuyện được không? Hai chúng ta có gì phải thương lượng sao? Từ ngày hôm đó, con cáo xấu tính mà tốt bụng và vô hại với con người và động vật này đã chuyển đến trang trại, sống cùng mọi người. Nó trở thành mẫu cho gà mái sử dụng trong buổi luyện tập diệt cáo, dạy gà mái cách đối phó với cáo. Chỉ bằng cách này, nó mới có thể ở cạnh gà con. Vì chuyện này nó có phải trả giá bao nhiêu cũng xứng đáng. Chủ đề của câu chuyện là tình yêu và sự trưởng thành. Những gì trẻ em nhìn thấy là một câu chuyện nhỏ chữa lành về tình yêu và lòng dũng cảm. Còn người lớn có thể thưởng thức nó thông qua cốt truyện cảm động với ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là một kiệt tác chữa lành mà bạn sẽ xem không bao giờ chán.